Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về loài voi trong loạt bài về thế giới động vật. Voi được xem là một trong số những động vật thông minh nhất trên hành tinh. Đôi ngà dài, chắc khỏe giúp chúng bè và lột vỏ cây dễ dàng. Chiếc voi thì có vô vàn công dụng, được ví giống như cánh tay của con người. Ở Việt Nam, voi được biết đến như loài động vật đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Tuy nhiên hiện nay số lượng voi đang giảm đi đáng kể và còn lại rất ít. Khái niệm về loài voi. Họ voi là một họ động vật có vú lớn, ăn thực vật được gọi chung là voi và voi ma mút. Chúng là những động vật có vú lớn trên cạn với mõm biến đổi thành vòi và răng biến đổi thành ngà. Hầu hết các chi và loài trong họ này đều tuyệt chủng. Chỉ có hai chi, Losozonta và Elephes, là còn sinh tồn. Phân loại voi. Ba loài voi được công nhận, voi đồng cỏ châu Phi, Losozonta africana, voi rừng Losozonta kiglotis của châu Phi cận Sahara và voi châu Á, Elephes maximus của Nam và Đông Nam Á. Tiếp theo chúng ta cùng xem 13 điều thú vị về loài voi nhé, các em xem biết hết không nào. 1. Số lượng loài còn lại rất ít. Trên thế giới hiện nay chỉ còn 3 loài voi còn tồn tại, bao gồm voi bụi rậm, voi rừng châu Phi và voi châu Á. Chúng sinh sống ở châu Phi, Ấn Độ và vùng Tây Nam Á. Ngoài ra, tất cả các loài voi khác đều đã tuyệt chủng. 2. Động vật trên cạn lớn nhất thế giới. Voi là động vật trên cạn lớn nhất thế giới hiện nay còn sống. Voi được châu Phi có thể cao tới 3 mét và nặng từ 4.000 đến 7.500 kg. Voi châu Á có kích thước nhỏ hơn, cao khoảng 2,7 mét và nặng từ 3.000 đến 6.000 kg. 3. Vòi voi cực kỳ linh hoạt. Vòi voi chính là cái mũi của con voi, không có xương và thay thế bằng các mô cơ. Có nhiệm vụ như những ngón tay cảm nhận. Vòi được dùng để uống nước, dùng để thở. Khi uống nước voi sẽ hút nước bằng vòi rồi thổi vào trong miệng. Vòi voi có tới 4 van cơ bắp nên chiếc vòi rất khéo léo. Voi dùng vòi để bẻ cành cây hay dùng để hái những quả trên cây. 4. Tai voi như một máy điều hòa nhiệt độ. Tai con voi có kích thước rất lớn nhưng nó ít dùng để nghe. Nó dùng tai để thích ứng với nhiệt độ cơ thể bởi trên tai voi có nhiều mạch máu. Voi thường hay phe phẩy đôi tai để làm mát và điều hòa nhiệt độ cơ thể. 5. Ngà voi chính là hai chiếc răng cửa hàm trên. Ngà voi được xem là hai chiếc răng cửa hàm trên biến thành. Khi ngà voi bắt đầu mọc ra thì sẽ có một lớp men bao lớp ngà. Theo thời gian thì ngà càng lớn lớp men bảo vệ sẽ càng mỏng đi. Ngà sẽ phát triển theo từng giai đoạn, con voi có tuổi đời càng lớn thì ngà càng to. 6. Có thể dành từ 12 đến 18 giờ mỗi ngày để ăn và chỉ ngủ 2 đến 3 giờ. Loài động vật có vú tuyệt vời này có thể dành từ 12 đến 18 giờ mỗi ngày để ăn. Trong tự nhiên, chúng không ngừng tìm kiếm rễ cây, cây nhỏ, tre, cỏ và bất kỳ loại cây ăn được nào khác. Voi sử dụng chiếc vòi dài để ngửi thức ăn và nhấc nó lên miệng. Một con voi bình thường chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng một ngày. Voi đã trưởng thành mỗi ngày cần tới 300 kg thức ăn và 160 lít nước. Voi có thể phát hiện mưa cách tới 150 dặm, có thể đánh hơi thấy nước cách đó 20 dặm. 7. Voi là loài động vật thông minh. Não của một con voi có thể nặng tới 5 kg. Voi được xem là một trong số những động vật thông minh nhất trên hành tinh. 8. Tự nhận ra mình trong gương. Do có sự tự nhận thức giống như con người, vượn và cá heo, loài voi nằm trong số ít các loài vật có thể nhận ra chính bản thân mình trong gương. 9. Voi sợ ong. Thật kỳ lạ khi loài động vật lớn nhất trên cạn lại sợ con côn trùng bé nhỏ, như ong, nhưng đây lại là sự thật. Chính vì thế, nhiều nông dân còn dùng ong để ngăn loài voi xâm chiếm vào mùa màng của họ. 10. Thải tới 1 tấn phân mỗi tuần. Ăn nhiều đồng nghĩa với việc loài vật này có thể tạo ra một lượng chất thải cực lớn, trung bình mỗi con voi có thể thải ra 1 tấn phân mỗi tuần. 11. Voi sống lâu, có thể sinh con cho tới 50 tuổi và mang thai trong 22 tháng. Voi là loài động vật có vú phát triển chậm, sống lâu, có khả năng sống sót tới 70 năm trong tự nhiên. Ngoài ra, thời gian mang thai của chúng kéo dài nhất trong số các loài động vật có vú, tới 22 tháng. Voi có thể sinh con cho đến khi chúng 50 tuổi. 12. Tạo kem chống nắng riêng. Voi đã tạo ra loại kem chống nắng rất riêng của chúng. Sau khi tắm sông hoặc đầm lầy, chúng sẽ chát bùn và cát lên trên người để bảo vệ ra khỏi ánh nắng mặt trời nóng bỏng. 13. Cực kỳ tình cảm. Voi là sinh vật cực kỳ tình cảm, chúng thậm chí còn biểu lộ nỗi đau buồn khi mất đi những thành viên trong gia đình. Chúng quan tâm đến nhau và thường chào hỏi nhau bằng cách ôm vòi. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về loài voi, các em thấy thú vị không nào? Hẹn các em ở bài tiếp theo nhé! Chúc các em luôn mạnh khỏe chăm ngoan và học giỏi nhé!